thiêng liêng chúng ta đã cùng được cùng nhau chào đón một năm mới bên cạnh bạn bè, và Thanh Hương cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc trên gương mặt của mỗi người, và chúng ta sẽ cùng lan tỏa những niềm vui, những niềm hạnh phúc đó trong năm mới, nhiều những điều tốt đẹp cho xã hội, cho cộng đồng. Và bây giờ, sau thời khắc thiêng liêng của giao thừa để chào đón năm mới Tết Tây 2018, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với kết quả của cuộc thi Nét đẹp sơ ghi thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.